Hơn nửa đời người sống và làm việc tại nước ngoài, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê đã đứng trên bục giảng của nhiều đại học trên thế giới, viết hàng trăm bài nghiên cứu về âm nhạc cổ truyền Việt Nam và các nước. Ông cũng đã truyền được ngọn lửa yêu thương âm nhạc dân tộc đến rất nhiều thế hệ học trò, trong đó có chị Trần Phương Hoa, hiện là giảng viên âm nhạc truyền thống Việt Nam tại một trường nhạc danh tiếng ở thủ đô Berlin của Cộng hòa Liên bang Đức. Khi nghe giáo sư Trần Văn Khê giảng dạy về âm nhạc Việt Nam ấy, thì tôi thấy là như là mở ra một cái hướng mới, một sân trời mới, bởi vì là ông nói những cái điều mà có lẽ là từ bé mà chúng tôi học và chúng tôi cũng chưa được có điều kiện để nghe kỹ như thế, và ông phân tích âm nhạc Việt Nam lúc đấy tôi thấy nó hay lắm, và nó có một cái gì nó rất là lạ. Cái đấy làm cho tôi rất là ấn tượng và tôi nhớ tận bây giờ. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng bà Ngân Hà, chỉ huy hợp ca quê hương tại thủ đô Paris của Pháp, vẫn còn nhớ như in những bài học đàn tranh đầu đời với thầy giáo Trần Văn Khê. Khi mà học nhạc dân tộc á, thì có những phần ấy là đối với tôi rất là khó hiểu. Nói về điệu Đam Xuân chẳng hạn, mà đờn tranh trước khi hát á, là mình phải dạo vài câu, mà dạo làm sao cho cái hơi xuân nó ra hẳn là hơi xuân, thì đối với tôi vô cùng là khó. Thế mà bác Khê ngồi bên cạnh tôi hướng dẫn cái ngón tay của tôi, ba ngón, nghĩa là nhấn và rung như thế nào để mà nó ra hơi xuân. Bởi vì xì xích một chút đó là nó không có ra hơi xuân nữa. Bác Khê giảng bài một hồi đó là thấy say mê ngay. Bác Khê có cái tài đó. Dù chưa bao giờ gặp giáo sư Trần Văn Khê, nhưng giáo sư Ngô Thanh Nhàn của Đại học New York luôn ngưỡng mộ và kính mến gọi ông là thầy. Đó là bởi giáo sư Khê đã có công trong việc đem khoa học âm thanh và âm nhạc để phân tích nhạc dân tộc Việt Nam, đưa những nét tinh hoa nhất tới thế giới. Nghiên cứu và khai phá của giáo sư Khê làm nổi bật cái đặc trưng sâu xa của nhạc dân tộc Việt Nam. Nó khơi dậy niềm tự hào về cái di sản to lớn của nhạc dân tộc Việt Nam. Nhờ đó thì ngày nay khi biên soạn dạy học đàn tranh, tôi cũng đã có định hướng rõ ràng hơn về cái cách mình phải dạy các em như thế nào. Sau khi ra đi, di sản ông để lại là hàng ngàn trang tài liệu, nhạc cụ, hiện vật quý liên quan tới âm nhạc dân tộc Việt Nam. Nhưng di sản lớn nhất đối với ông có lẽ là tình yêu vô bờ bến đối với những nét văn hóa độc đáo của âm nhạc dân tộc mà ông truyền mãi đến mai sau. Bà con Việt Kiều rất hãnh diện, rất là đánh giá cao, cảm ơn giáo sư Trần Văn Khê đã đưa cái nhạc dân tộc Việt Nam lên cho thế giới biết ở một cái mức cao nhất. Tại Âu Mỹ thì không ai không biết đến giáo sư Khê và các thành quả của giáo sư về trình diễn, về thuyết trình, về nghiên cứu, về giảng dạy, về quảng bá nhạc dân tộc Việt Nam. Không những ở UNESCO tổ chức quốc tế này mà các đại học hãy nói đến nhạc Việt Nam là nhắc đến bác Khê. Với tôi thì tôi nghĩ rằng đấy là một tấm gương lớn mà tôi, bản thân tôi cũng cần phải học tập và noi theo. Bởi vì chính tôi cũng là người đang tiếp bước làm công việc của nó. Trước đây mà giáo sư Trần Khê đã từng làm ở ngoài. Và như thế, gia tài văn hóa Việt Nam sẽ mãi mãi ghi thêm vào đó tên một người con đã hiến dâng trọn cuộc đời mình vì sự nghiệp âm nhạc nước nhà.